not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, we'll have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. Falls in love, we'll let her go, and I won't go down the aisle. She looks so beautiful in white. You look so beautiful in white. So as long as I live around you, we'll have it all new. You look so beautiful. Nhạc sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Ngày khăn đông đội tóc, ngày đôi guốc mọc mới, chiếc áo dài cài nhiều hoa. Nhạc sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay
chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca. Lời ca chúc chúc cho hai người vững trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say. Một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Vẫn bên nhau như cau với trầu. Ngày khăn đông đội tóc, ngày đôi buốt mọc mới chiếc áo dài, cài nhiều hoa xinh. Rộn ràng hạnh phúc đang tràn dâng, nồng nao lâng lâng sao xuyến đến ngập lòng. Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm trầu xanh, đẹp duyên đôi lứa. Rộn ràng kiều rước dâu về dinh, ngân gian xa xa câu hát thăm đường tình. Tình kết trái đắm trời xanh non thơ, kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu ta xuống cách bóng mười giờ, bên chú rể lên trần che lỏng vàng lá chuối, xây tổ ấm nguyên hương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ sắc son bạc đầu, gian khó vẫn không sợ, ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Rộn ràng hạnh phúc đang tràn dâng, nồng nao lâng lâng sao xuyến đến ngập lòng. Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm trầu xanh, đẹp duyên đôi lứa. Rộn ràng kiều rước dâu về dinh, ngân gian xa xa câu hát thăm đường tình. Tình kết trái đắm chồi xanh non thơ, kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu ta xuống cách bóng mười giờ, bên chú rể lên trần che lỏng vàng lá chuối, xây tổ ấm nguyên hương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ gian khó vẫn không sợ, ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu thả xuống kết bông mười giờ, bên chú rể lưng trần che lỏng vàng lá chuối, xây tổ ấm quy ngương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ sắc son bạc đầu, gian khó vẫn không sờn, ta một lòng bên nhau.
ta dâng mái xanh nồng nàn đậm sâu. Gian khó vẫn không sờn, ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi nồng nàn đậm sâu.
từ miền Trung ăn khớp lý ngựa ô xuôi về phía Nam quê em đẹp thấy mồ anh trước em mùa này bông lúa rổ điều lý thương nhào xôn xao nhịp xe thồ về miền Nam thương quá a bà ba câu hò thiết tha cây xanh ngọt trái lành anh trước em dịu dàng qua mấy ngả điều lý thương nhào trang chứa tình ta thương em ơi lý nàng ơi ngày nào mến nhau trăng rằm ngàn nước điều lý chung tình chim sao danh trách họ nhà gái cho nên bây giờ để họ nhà gái đứng lên tự giới thiệu hai người. Sau khi mà hai họ trai giới thiệu rồi, nhà gái giới thiệu rồi, sang cái thủ tục, xin báo cáo hai họ, thủ tục.
rồi phần là gửi họ nhà gái, chúng tôi gửi phần nào trang điểm cho các cháu thì các cháu tự trai cho nhau, còn sau đó là tất cả các kết quả đó chuyển về nhà và thông báo với lại hai họ là tôi với chị Hồng đã bàn bạc là mình cũng không nên đèn lên nhang gì, mình thông cảm trước với nhau như vậy, thế là thủ tục xin mời họ nhà gái, tôi là đại diện họ nhà trai.
Rồi đi suốt con
sáo cùng ly ta rôm đèn. Cái viên ly này tôi chúc chào tân lang, cái thêm ly này tôi chúc gái dài nhân, chúc hết làng ta đều ăn tết dần dần.
trong con tim. Chờ em góc phố bồi hồi từng giờ. Cùng đi cine giao chiều. Được bắt đầu. Thank you.
tràng phát thanh thân đồng nhiệt để chúc mừng cho phần trình bày của vũ đoàn nhà thủ chúng tôi. Kính thưa các quý ông, các quý bà, cùng toàn thể quý vị quan khách và quan viên hai họ đến dự tiệc cưới ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên, Thanh Phong thay mặt cho ban tổ chức của nhà hàng Thượng Huyền cùng hai bên gia đình, đặc biệt là chú rể Tuấn Anh cùng cô dâu Hồng Trang, xin gửi tới quý vị khách quý lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, hôm nay nhân ngày lành tháng tốt, nhà hàng Thượng Huyền chúng tôi rất hân hạnh và long trọng được đón tiếp và phục vụ tiệc lễ thành hôn của chú rể Tuấn Anh sánh duyên cùng cô dâu Hồng Trang. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta thì tình yêu bao giờ cũng là một đề tài muôn thuở, hôn nhân là quy luật của muôn đời. Ngay từ thuở khai thiên lập địa thì thực tế ban cho chúng ta còn đặc ân quý giá nhất, đó là tình yêu. Từ đó đến nay thì nhờ có tình yêu mà xã hội chúng ta ngày càng phát triển, ngày càng phồn vinh. Và cũng từ đó đến nay thì những tài tử xoay nhân, trai tài gái sắc, nam thanh nữ tú luôn luôn đi tìm kiếm lấy tình yêu của mình. Và chỉ có được tìm kiếm đó thì Tuấn Anh cùng Hồng Trang đã gặp nhau. Ngay từ mắt đầu tiên, anh cùng Trang đã nhận thấy họ đã chính là một nửa của một đời nhau. Kính thưa quý vị, trải qua một thời gian tìm hiểu, yêu thương gắn bó, được hai bên gia đình tác hợp cũng như ông tơ bà Nguyễn xa duyên. Cho đến ngày hôm nay là ngày 30 tháng 9 năm 2018 thì đôi bên ương Tuấn Anh cùng Hồng Trang đã quyết định xây dựng cho nhau một mái ấm gia đình. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay cũng là ngày đẹp nhất mà gia đình hai họ chọn để tổ chức lễ thành hôn cho Tuấn Anh cùng Hồng Trang sánh duyên nhau. Trong không khí long trọng vui tươi này, thay mặt cho ban tổ chức của nhà thờ Huyền, xin trân trọng giới thiệu tới quý vị sự hiện diện của chốn hai gia đình. Về phía chủ nội nhà trai, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Lê Văn Đồng là cha của chú rể, ông Nguyễn Đình Phú là chú của chú rể và bà Bùi Thị Ngắm là thím của chú rể. Về phía chủ nội nhà gái, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Thép Hồng là thân mẫu thực sự cô dâu và ông Chín là ông của cô dâu. Vâng, thì bây giờ chúng tôi xin quý chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho sự diện của hai gia đình tham gia. Vâng, kính thưa quý vị, và trên lễ đài bây giờ là sự diện của chốn hai đình, những người mà đã công nuôi dưỡng dưỡng dục sinh thành ra để cô dâu chú rể có được ngày vui trọng đại như hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, và sau đây chúng tôi xin mời quý vị chúng ta cùng hướng về phía cổng hoa để đón chào hai nhân vật quan trọng hạnh phúc nhất trong buổi trưa hôm nay, đó là đôi tân lang tân chân nhân Tuấn Anh cùng Hồng Trang. Vâng, quý vị chúng ta dành chào phát thanh thật lớn, thật lâu, thật đồng nhiệt ra mắt quan viên hai họ. Kính thưa quý vị, chú rể Tuấn Anh thật sang trọng trong bộ vest sơ màu sậm, bên cạnh đó cô dâu Hồng Trang thật xinh xắn và dễ kiều. Xin thật là xinh, bên chú rể đều thật xứng lưu vấn lạnh vừa đôi. Giờ đây họ đang tiến lên đài một chút cùng với sự diện hai gia đình đã bắt gặp về này họ. Và đặc biệt là có phần đưa đón của vũ đoàn nhà thờ của chúng tôi, những nhân vật quan trọng nhất và cũng nhất đã có mặt trên. Một lần nữa xin quý vị chúng ta một tràng pháo tay thật lớn nữa ạ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và xin cảm ơn vũ đoàn nhà thờ Huyền rất nhiều. Kính thưa quý vị, trăm hoa đẹp nhất có hoa hồng, và trăm năm đẹp nhất đó là ngày thành hôn. Đối với chú rể Tuấn Anh của cô dâu Hồng Trang thì đúng là trăm năm đẹp nhất có một năm, và một năm đẹp nhất có một ngày, đó là ngày hôm nay mà gia đình hai họ chọn để tổ chức lễ thành hôn cho anh cùng Trang sánh duyên nhau. Sự hiện diện của quý ông quý bà cùng toàn thể quý vị khách quý hôm nay là niềm vinh hạnh cho gia đình và cũng là một sự động viên rất lớn cho anh Trang bước vào cuộc sống hạnh phúc lứa đôi của Tuấn Anh cùng Hồng Trang. Để đáp lại tấm lòng quý báu của quý vị, sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Đình Phú, đại diện hai gia đình sẽ có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời. Thưa ông, bà, thưa hai họ, thưa toàn thể người trai gái của hai cháu, kính thưa toàn thể hôn lễ, hôm nay ngày lành tháng tốt, được sự nhất trí của hai gia đình, hai họ và hai cháu, chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho hai.
hai cháu chúng tôi là Tuấn Anh và Hồng Trang. Sự hiện diện của các vị đại biểu cùng tất cả hai họ, bạn bè của hai cháu là niềm hạnh phúc cho gia đình chúng tôi. Thay mặt hai họ không biết nói gì hơn, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã bớt chút thời gian và lòng có mặt tại buổi lễ hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin chân thành cảm ơn những chàng phó thầy thật đồng nhiệt của quý vị. Kính thưa quý vị chúng ta vừa nghe ông Nguyễn Đình Phú, đại diện hai gia đình đã có những lời cảm ơn thật chân thành quý báu tới quý vị. Bởi quý vị chúng ta đã bốc chút thời gian và ngọc của mình đến với sự tình vui chúc mừng hạnh phúc trăm năm của Tuấn Anh cùng Hồng Trang. Và những dịp tiệc cưới này, chủ hôn của hai gia đình cũng gửi tới quý vị lời cảm ơn sâu sắc, chúc quý vị một buổi trưa thật vui tươi ngon miệng và luôn luôn gặp mọi điều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đó là lời nhắn nhủ và lời chúc của hai gia đình. Thưa quý vị, ông bà chúng ta thường có câu: trai khôn lấy được vợ hiền, cầm bằng đồng tiền mua được miếng ngon, gái ngoan lấy được chồng khôn, cầm bằng phú vụ phủ môn hóa rồng. Kính thưa quý vị, và trong ngày lễ thành hôn của Tuấn Anh Hồng Trang hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị một nghi thức không thể thiếu được của những đôi đương trong ngày cưới, đó là nghi lễ khu rượu và chúc sân bay. Và sau đây xin mời cô dâu chú rể chúng ta tiến đến thực hiện sân bay để thực hiện nghi lễ. Chứng kiến chú rể Tuấn Anh cùng cô dâu Hồng Trang đang trở nên niềm vui hạnh phúc, tay trong tay cùng nhau cắt chiếc bánh phu thê trong ngày cưới của mình. Vâng, đây cũng là phần thưởng xứng đáng nhất mà đến cả vợ đã ban phát cho đôi đôi cùng nhau mang hương vị ngọt ngào và hưởng hạnh phúc tới được bọc trong lòng. Kính thưa quý vị, và một lần nữa thay mặt cho bà đời xin chúc cho hai em trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê.
xuôi ra là chuyện của hai nhà. Một bên là đàn trai cưới vợ cho con, một bên là đàn gái gả chồng cho con. Nói chung bên nào cũng nà, nà mẹ cha anh ở tuần hòa muôn thuở liều dành. Biết ta biết tình tốt lá tốt nèo. Con gái nhà ông đầu hôn sớm mai chân ứng chân giáo mới đó chứ gì đã nằm mẹ người ta. Tình do đẻ sớm ông có nhau nổ màu chứ vậy. Chứ còn con trai ông thì con trai nhà tôi làm sao? Nó đâu kém gì. Kém gì kém gì thế nào? Xui ra như bà con tiên. Anh ở hiền lành chết vẫn còn thương. Có gì đâu mà ông thiêu dệt lắm chuyện. Thế đây ông ơi. Ây thôi ông ơi, trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường. Ông nói vậy là sao ông xui? Chuyện xui ra là chuyện của muôn đời. Khi trái gió, trái gió làm sao? Lúc trở trở giờ thế nào? Thương con nên nhiều tiếng này nơi qua. Dâu tôi sao mà nó giống kể ông. Ông ơi, phước đức ba đời ta mới được làm xui. Chuyện xui gia là chuyện của hai nhà. Dạ vâng ạ. Một bên là đàn trai cưới vợ cho con. Dạ đúng như vậy ạ. Một bên là đàn gái gả chồng cho con. Dạ y vậy. Nói chung bên nào cũng là nà mẹ cha anh ở thuần hòa buôn thuở liều dành. Biết ta biết mình tốt lá tốt mềm. Một bên nà ngoài. Thắng thì về nội, thối thì về ngoài. Xui ra như bát nước đầy. Xui ra như bà con tiên. Anh ở hiền lành chết vẫn còn thương. Có gì đâu mà ông thiêu dệt lắm chuyện. Vậy đâu ngà. Thế cơ ông ạ. Trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường. Chuyện xưa ông bỏ qua ngạo xui. Chuyện xui ra là chuyện của muôn đời. Khi trái gió, trái gió nằm sao ạ? Lúc
sợ em cứ đi vòng vòng thế nào ấy. Anh rượt theo em ở cả hơi tài. Gấp hổ đứng lại anh nói vài câu. Sao mặt em hình như không hiểu anh nói gì vậy? Thôi bảo em mình lấy giờ đùa với em đấy. Anh công tử Bạc Liêu chính cống đây nè. Trời ơi. Nhất trai là anh công tử hào hoa, nhất gái quê em quê kết con nhà, tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng, tròn đôi chín chàng ngô đen rực lòng, đôi trai tài gái sắc kém chi ai, đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Công tử giàu sang, tiếng cung gian em có út hồng xoàn, nhà anh có ruộng cò bay thẳng cánh, nhà em có vườn trái cây rất bánh, đôi trai tài gái sắc kém chi ai, dân đôi lạc mong đám cưới lai rai, trai thớt bò dê con gái thớt lợn gà. Trai tài gái sắc đám cưới thì còn vui ghê, trăm thuyền đuôi tơ 50 giỏ lái rước dâu rộn ràng. À, từng bừng phao nổ bia rượu cũng nổ tiếng trống nhạc vang lên. Thank you.
vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối, dù cho những lúc xa rét, dù đêm mùa đông lạnh lùng. Anh đến với ánh mắt bao tình yêu nồng nàn, nụ cười trên môi xóa hết âu lo. Anh mang đến cuộc đời những phút giây ấm áp, từ đâu bên nhau dưới ánh sáng muôn vì sao dịu kỳ. Như thắp ánh sáng cho tình yêu đôi mình, hòa nhịp đôi tim ngàn lời yêu thương. Là đôi cánh chim nâng em bay cùng cuộc đời, là nơi ấm êm em tìm trong cơn bão tố. Anh giang cánh tay đón lấy em vào lòng, đặt ngàn yêu thương lên chiếc hôn ngọt ngào. Đặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đời, để anh đưa cho con thuyền mình đến bến bờ yêu thương. Là đôi cánh chim nâng em bay cùng cuộc đời, là nơi ấm em tìm trong cơn bão tố. Anh giang cánh tay đón lấy em vào lòng, đặt ngàn yêu thương lên chiếc hôn ngọt ngào. Em lắng nghe tim mình hạnh phúc ngất ngây tràn dâng. Mình đi với anh suốt con đường đời, dù cho khó khăn vẫn chờ ta phía trước. Vì em hãy tin khi có anh dẫn đường, đặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đời, để anh đưa cho con thuyền mình đến bến bờ yêu. Dẫn lối bước anh về, dìu em qua đám cay.